những con cá sấu các bạn. Bình thường mình thấy nó giống như đoàn kết lắm các bạn. Tuy nhiên mà khi nó quánh nhau thì thôi, có những lúc là không có cản được các bạn, thấy không? Để cho các bạn thấy nè, nó nằm, nhiều khi nó nằm thấy hiền lắm. Tuy nhiên nó cắn nhau là mình chỉ đập nó thôi chứ không làm gì được.